Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Hello anh em, những người đã quen, những người đã sắp quen và những người không bao giờ quen, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sidopiso, vẫn là tôi đằng sau đây. Ok, có rất là nhiều bạn mấy bữa nay kêu tôi là trời ơi, anh tạo ra cái dự án vô hoàn thành xong rồi anh bỏ bê, anh vứt con bỏ chợ, anh để cho tất cả các anh em trong server đi cày nguyên liệu, anh không làm gì. Vâng, không làm gì của các bạn nè, không làm gì của các bạn nè. Và anh em cũng đừng thắc mắc rằng tại vì sao trên người tôi không còn đồ gì, bởi vì cái hố bơm này mà tôi đã phải mất hết đồ của tôi, không chỉ một lần, bốn lần mọi người ạ. À, tuyệt vời. Và tôi kể cho anh em nghe một cái sự tích rất là tuyệt vời, vô cùng tận luôn. Anh em thấy mấy cái chữ on dead không? Có mấy chỗ là tôi đã lắp lại rồi đó mọi người à, nhưng mà có mấy chỗ tôi bật on dead là mọi người thấy không đó, có mấy chỗ tôi đã đi qua cho nó xóa rồi, nhưng mà còn hai chỗ này tôi chưa đi qua lại này. Thì cái lúc mà trong lúc đào hố bơm này thì tôi phải đi xuống tư dân lắp nước mọi người ạ. Và trong lúc tôi đang lắp nước tôi không để ý thì quả bơm rơi vào đầu, bùm. Hai lần là như thế, một lần thì tôi bị lava đốt và sau đó bị bơm nổ mất hết đồ. Thế là tôi đã cởi hết đồ của tôi ra cho chắc ăn, tôi để hết vào cái đường ở trong kia và tôi chỉ đem theo mấy cái cây cúp này, mấy cái cây rìu này. Và tôi đã mất một cây cúp mềm mại anh em à, tại vì TNT nó nổ. Yeah, ok. Và do anh em thấy nè, tôi đã xây một cái máy mới ở đây. Hiện tại là tôi đang phải đi làm phẳng cái chỗ này trước, để trước khi chúng ta kích hoạt cái máy này mọi người ha. Và hiện tại thì mình đã đào được xuống tới dưới cái chỗ này. Và đồ ở dưới đây đang là -23 mọi người ạ. Đây, -23, còn độ -23 nha. Thì anh em bảo là tôi không làm gì, thôi đây không làm gì của anh em, đây tôi đã phải treo cái máy này hết 4 ngày rồi đấy. Hết 4 ngày nó mới chỉ đào được tới đây thôi nha mọi người, bởi vì cái máy của tôi thì nó phải treo liên tục. Nó không có đi chỗ khác được, đi chỗ khác là cái máy nó sẽ bị hỏng, bởi vì cái cơ chế đúp TNT ở trong server này nó hơi bị lỗi một chút á mọi người. Thành ra lúc nào tôi cũng phải ngồi trên cái máy TNT cho nó hoạt động suốt như này nè mọi người ơi. Và tôi đã treo như thế này được 4 ngày rồi. Lên, chính xác là mọi người, 4 ngày rồi và tôi phải treo bằng cái máy này. Thì cái máy này nó chạy rất là chậm, nhưng mà được một cái là nó sang phẳng địa hình rất là đẹp mọi người thấy không? Địa hình ở dưới đã được rất là bằng mọi người thấy không? Nó rất là phẳng luôn, nó không có bị lẫm chậm giống như cái máy TNT kia. Thì cái máy TNT kia xài ở trong server này nó không ok anh em ạ. Bởi vì là nó bị lag mọi người, server này nó bị load không kịp TNT. Đâm ra là cứ chạy được một chút thì TNT lại bị delay và tôi phải bay đi tôi load TNT. Thì mặc dù là cái máy đó đào rất là nhanh nhưng mà nó sẽ dẫn đến tình trạng lắc server. Cái máy này thì đào lâu hơn, rất là lâu luôn mọi người ạ. Cái máy này đào lâu vô cùng tận luôn á. Đó, và nó cứ phải đi một đường thẳng như này nè mọi người. Xong rồi về ngay cái chỗ cuối cùng thì nó sẽ gạt ngoan một bên và nó sẽ đi ngược về. Đó, phải cứ làm liên tục như vậy mấy vòng và nó sẽ đi rất là xa mọi người hiểu không? Và phải đi tầm khoảng 200 block như này thì mọi người biết là nó phải đi rất là lâu đúng không? Đấy, còn đây nó ban đầu là tôi đào cái này là đào 2 máy, 3 máy, 1, 2, 3, đó bên kia 3 máy kìa. Nhưng mà cái máy bên kia nó đã tới giới hạn của nó rồi mọi người, nó không có qua được nữa. Và tôi đã đập cái máy đi rồi nhưng mà tôi quên đập cái phần chặn của cái máy này, là cái cục này mọi người, cái cục ở đây này. Tôi quên đập nhưng mà tôi sẽ đập nó ra, tôi vội ra sớm thôi. Yeah, và yes sir, tôi đã nâng cấp cái máy TNT lên thành mấy cái máy ở bên đây, cái máy bự bự này mọi người. Thì cái máy này làm nổ TNT nó sẽ đỡ cực hơn những cái máy khác một chút, đó chính là cái máy này nó sẽ tự hạ tầng của chúng ta. Thì hiện tại là mình chưa có khởi động cái máy to to này cho mọi người coi được, bởi vì là mình phải đào rãnh mọi người. Riêng cái máy này là phải đào rãnh nha mọi người, phải đào một cái rãnh ngang ở ngay cái khúc chân tường này nè. Mọi người phải đào một cái rãnh ngang xuống tận bedrock luôn thì cái máy này chúng ta mới bắt đầu khởi động cái máy ở trong đây được, cái máy to to này nè. À, và cái máy to to này tôi mới xây được có một nửa, thì tí nữa tôi lại phải đi lấy thêm khoảng redstone với là slam để tôi xây thêm. Bởi vì là tôi còn phải có một nửa cục ở bên đây nữa nè. Trời ơi, rất là nhiều việc luôn. Mấy ba cứ kêu là tôi bỏ, đem con bỏ chợ, tôi không có xây. Nhưng mà anh em nhìn đi, mấy bữa nay tôi phải đào cái hố này nè, tôi không đào ai đào. Ha, tôi không đào thì ai đào vào đây hả mọi người? Trời ơi, khổ quá à. Mình có làm nhưng mà chẳng qua là mình không có lên livestream cho anh em xem thôi. Tại vì xây cái máy này tôi phải nghiên cứu, tôi ao ra ao vô server rất là nhiều lần. Tôi quay video lên thì tôi sợ anh em coi bị tốn thời gian các thứ này kia kia nọ bla bla bla. Đâm ra là tôi không có quay. Đấy, tôi chỉ quay lên những cái thành phẩm cho anh em xem cho nó đỡ cực thôi. Chứ trời ơi, để cho anh em coi cái quá trình mà tôi xây mấy cái máy TNT này chắc khiếp chết mất. Anh em, thật ra là tôi có quay cái quá trình xây TNT á mọi người. Và hôm trước là tôi có quay cái relay mod là cái này nè mọi người. Cái này nè, bấm start lên là nó sẽ có một cái relay mod giống như ở bên Nezuki với là bên Kira đó á. Là chúng ta có thể bay thoải mái tự do giống như bay cái relay, giống như bay cái phi cam này. Bay vòng vòng và coi lại cái quá trình chúng ta xây. Tôi có quay cái đó đó, nhưng mà anh em biết gì không? Cứ editor gửi video cho tôi xong thì tôi quên mất lòng ghép cái relay mod đó vào. Thế là mất mẻ cảnh relay mod, hay quá. Trời ơi, mấy ngày rồi đó mọi người ơi. Cái hôm mà tôi xây cái dinh tổng thống cũng vậy nè.
là nhiều anh em bảo là ủa sao trên kênh livestreamer cho kênh video của anh coi hoài không có thấy cái cảnh anh say vậy? À thì thật ra tôi quên chèn vô, xin lỗi anh em nhiều nha. Bên nhìn tổng thống mà tôi cũng có một cái remote nè, bên cái hover này tôi cũng có một cái remote đó, chứ là tôi say tôi cũng bấm được remote hết trơn á, nhưng mà quên chèn vô. Mấy đứa hay quên lắm mọi người, tại vì video không phải tôi edit, video là tôi gửi cho editor edit và tôi đi quay video khác. Một ngày tôi quay nhiều video với livestream nhiều lắm, năm nay tôi không có tự làm mọi thứ được đó, đó mà nó mới dẫn ra cái tình trạng này, không có cho anh em coi cái quá trình xây được. Mẹ tức lắm thật ra là quay cái quá trình xây cái này rất là lâu, nếu mà tôi chèn vào thì chắc là cũng thêm được vài phút cho anh em xem, nhất là đã mắt đấy. Nhưng mà trời ơi, thôi anh em ạ, nói chung là bây giờ là mình ngồi treo ở đây. Cái máy bơm này anh em thấy nó gần không, anh em thấy khoảng cách từ trong đây, từ cái máy này đi vào trong kia nó gần đúng không? Ôi anh em ạ, nhưng mà treo phải một tiếng mấy, hai tiếng nữa nó mới đi vào tới bên trong ấy, thậm chí là hơn đấy, thì nó mới đi vào tới cái giới hạn bên trong. Ok, à quên, từ tôi phải đọc cái này đi đã. Ok rồi, có cái đồ rồi thì quay trở lại thôi. Mẹ bây giờ tôi cứ làm cái gì là tôi phải cất vào cái rương bên kia mà người, tôi sợ tôi đang chạy này nó bị lắc rồi, server này nó hay lắc lắm, server nó lắc nên cái khoảng cách nó vô duyên lắm. Hôm trước tôi đang ngồi như này này, tôi đang treo như này nó lắc một phát tôi rớt xuống dưới hay là bơm nổ. Ôi may thế là tôi vẫn còn giữ lại được một ít đồ rồi, không là quả đấy cũng hèo. Ok được rồi, tới bây giờ thì mình sẽ treo ở đây, mình đợi cho đến khi nào mà nó sang phẳng hết cái khúc này thì chúng ta sẽ bắt đầu cái quá trình là chúng ta sẽ đào rãnh và chúng ta sẽ xây nốt cái nửa cái máy TNT khổng lồ kia nha mọi người. Xong nha mọi người, mình đã hoàn thành được cái việc gọi là làm cho cái khu vực ở bên đây nó bằng với khu vực bên đây rồi. Nhưng mà nó có một cái vấn đề nó phát sinh ra nữa, đó chính là hiện tại mình đang làm bị thiếu block. Thì ở cái cạnh này thì mình đã cho TNT nổ bị thiếu tầm khoảng là từ đây vô là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 block mọi người nha. Từ cạnh này là mình đang bị đào thiếu 5 block này. Cái cạnh ở trên đây thì hình như cũng đào thiếu nè mọi người ơi. Cái cạnh ở ngay khúc này nè. Đây, mình hồi trước là mình lấy cái cục cát này làm chuẩn. Đây, hồi trước mình lấy cái cục cát này làm chuẩn. Thì cái cạnh dọc này thì nó chỉ bị đào thiếu có 2 block thôi. Thì cái 2 block này thì chắc là fix được. Thì nhờ anh em đào tay cái đoạn này thì chắc cũng ok. Đấy, nhưng mà cái đoạn ở bên đây thì nó thiếu hơi nhiều. Từ đây vào thì chắc đâu đó là 1, 2, 3, 4, 4 à, 4, 5 á mọi người ơi, 5 á, 5 á. Thiếu 5 á, thiếu tầng 5 block lần cơ. 4 này. Xong rồi đi vô thêm 2 block nữa. 5, 6, ui dồi 6 block. Và TNT nổ thì nó nổ phía trong kia nữa. Ok. Nói chung là bây giờ là mình vẫn phải đập cái chỗ này ra mọi người ạ. Bây giờ là mình phải chạy thêm một cái máy TNT nữa để có thể gọi là... Đây, mấy cái cục này mọi người thấy không? Mấy cái cục này nó sẽ đẩy xuống. Một xíu nữa mình sẽ kích hoạt cái máy TNT này cho mọi người xem ha. Nhưng mà bây giờ trước tiên là mình phải xử lý cái việc mà cái cục nó đẩy xuống nè. Thì ở cái hàng này nè, TNT nó chỉ nổ ở cái hàng ở ngoài thôi. Đây nè, TNT nó chỉ nổ ngay cái vị trí mà mình đang bay nè mọi người thấy không? Đó, chứ nó không có nổ cái vị trí ở trong đây. Đâm ra là cái cục này khi mà nó xuống tới ngay cái mặt đất ở dưới đây á thì nó sẽ không có thể tạo ra khoảng trống để đi xuống được nữa. Nên là bây giờ là mình cần phải đào cái khu vực ở ngay cái mấy cái cục ở dưới này xuống dưới nữa mọi người ha, phải đào xuống dưới nữa, đào xuống đâu đó chắc tầm khoảng là tới bedrock á. Thế thì bây giờ là mình phải cần cái máy TNT giống y chang hồi nãy, nhưng mà mình phải sửa lại một chút. Thì cái máy hồi nãy là mình chỉ cần đi qua đi lại thôi, chứ mình không có cần phải đào theo cái dạng mà qua trái nữa, tức là nó chỉ cần đi qua đi lại cái ô này thôi là được mọi người ha. Ok, oh my god, trời ơi, chết cha, tôi thiếu à. Đêm tôi tiếc quá hoa rồi, trời ơi giờ phải đặt nước lên hả. Ok mọi người ạ, sau nãy giờ mình ngồi mình cải tiến lại cái máy TNT mà đẩy sang trái á mọi người, tức là nó đi hết một vòng nó đẩy sang trái một cái á, thì mình đã có thể bỏ đi cái hệ thống đẩy sang trái mà mình chỉ lấy cái hệ thống đẩy TNT thôi, thì nó đã có thể đẩy qua đẩy lại như thế này rồi. Nhưng mà hiện tại cái hố dưới này mình vẫn đang chưa ưng lắm. Mình đang muốn cái máy này phải thả thêm tầm khoảng 2 trái TNT nữa mọi người ạ. Mình đang muốn cái máy này thả thêm 2 trái TNT nữa nha. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài và chúng ta nghiên cứu tiếp. Chứ cái máy này hiện tại mình thấy là nó thả có 2 quả thôi thì nó cũng không ok lắm á mọi người. Thật ra là bây giờ mình phải fix lại một chút. Ok, mãi tôi mới nâng cấp xong cái máy này mọi người ạ. Trời ơi, cái máy này là cái máy tôi phải sửa lại toàn bộ. À không, nó đúng hơn là tôi đã biến nó thành một cái máy mới hoàn toàn rồi. nói chung cái máy này mọi người không có cần phải tìm ở trên mạng đâu, bởi vì nó không có trên mạng.
Nếu mọi người cần hướng dẫn thì mọi người có thể comment ở phía bên dưới ha. Thì chắc là tôi sẽ ra một cái video để hướng dẫn cho mọi người làm cái máy này. Nói chung là cái máy này thì nó hoạt động khá đơn giản thôi. Mình sẽ ngồi ở đây ha. Xong mình sẽ... cái cần gạt ở trên đây nó bị cao quá rồi. Tôi bị để cần gạt cao quá anh em ạ. Từ từ nha. Chỗ này mình nên fix lại. Hồi nãy làm rồi nhưng mà chưa có tính toán tới cái việc mà sẽ... Tại vì hồi nãy là mình để một cái xe mỏ để ngồi chính giữa đây nè. Nhưng mà cái xe mỏ mà nếu mà mình để ở trên đây nó ngồi ấy, thì qua bên kia nó bị lỗi. Ý đâm ra là mình phải sửa lại. Ok. Rồi. Còn một cái nữa mà mình bị thiếu là cái này. Ok, cái này thì mình nên bỏ ở đây thôi, để nó ở đây cho nó. Ê, như tôi sang chật rồi mọi người ơi. Oh shit. Từ. Không sao, cái này tôi fit được, anh em ạ. Cái này tôi fit được. Ok, mình sẽ để ra nhìn này. Đó. Rồi chúng ta sẽ cần chết bà chưa vì đất kia rồi. Cái này nó phải có cái máy lọc nha mọi người. Cái này mà nó không có máy lọc ở đây là nó bị lỗi nha. Đây một tích tắc ha, xong rồi sẽ để lên một ô ở đây, lọc cục này ra và một ô ở đây đó như này. Rồi mình sẽ để cái cần gạt nó nằm ở đây và mình ngồi vô xe này rồi mình gạt cần đó. Nó sẽ đi một lần 4 cái TNT như này ha mọi người. Thì cái độ công phá của nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Ê, hình như tôi quên bật tiếng game rồi. Đây. Cái sức công phá của nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với cái máy 2 TNT kia. Và những cái TNT này nó thả cùng một lúc, đâm ra nó sẽ không có bị delay. Mọi người ha, thì tôi đã tìm ra được cái nguyên nhân tại vì sao những cái máy kia thả một đống TNT thì nó bị delay rồi mọi người ạ. Đơn giản là bởi vì thả nhiều TNT nhưng không cùng lúc. Tức là tôi thả nhưng mà kiểu máy này thả xong rồi tiếp tục tới máy kia rồi nó sẽ thả theo chuỗi. Mỗi cái TNT nó sẽ thả cách nhau khoảng không ít mấy giây á thì nó sẽ bị lỗi ha. Còn 4 cái TNT này thả cùng một lúc nên là mặc dù là nhiều nhưng mà nó không có bị delay ở trong server. Đó. Rồi và bên kia thì mình có xây một cái ô để cho cái máy TNT này đi về ngược về ha mọi người ha. Ok, thì nói chung là phải tính toán nhiều lắm anh em à, không tính toán là cái máy này sẽ bị lỗi ngay. Rồi, đó. Bây giờ mình sẽ đào một cái ô như này mọi người ha. Và tôi chợt ra là ở bên dưới kia là bedrock rồi thì phải á. Kìa, bên dưới kia là bedrock rồi kìa. Ok, bên dưới kia là bedrock rồi. Thì tôi cũng đang khá quan ngại sâu sắc bởi vì tôi có nên kích hoạt cái máy to này không. Bởi vì cái máy to này thì chỉ nên kích hoạt khi mà nó dọn lava với cả là dọn nước thôi. Mà giờ nước với lava như là từng này chỉ còn lava thôi. Không, vẫn nên kích hoạt đâu nha, kích hoạt để dọn lava. Đây, nó sẽ đi về đây và nó sẽ đi ngược lại. Đó, nó sẽ đi ngược lại. Đó, sẽ đi ngược lại như này ha. Rồi, nói chung là bây giờ là chúng ta sẽ ngồi và cho nó đào cho đến khi nào mà tất cả những cái tầng ở đây đều là bedrock hết. Và tất nhiên là có một vài cái cục lava bên kia tôi phải đi lắp bằng tay. Anh em hãy cầu nguyện cho tôi là tôi không có bị chết nha anh em. Trời ơi, chứ hôm qua tôi nổ mấy TNT nhỏ xíu thôi mà tôi bị chết mấy lần rồi á. Hẹn gặp lại anh em trong vài giây nữa. Đối với anh em là vài giây nữa nhưng mà đối với tôi chắc là tầm 30 phút hay 1 tiếng gì đấy. Phéo mà mình later. Ui. Ok thôi, rảnh thì đi hút lava luôn rồi. Ok các bạn ơi. Hiện tại đang là 5 giờ sáng và cái cảm giác nó rất là vô mốt đó mọi người, kiểu nãy giờ tôi ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghe mấy cái quả bơm này nó nổ. Chán lắm luôn á. Và thật ra thì 6 tiếng đó không phải chỉ là tôi ngồi tôi nghe bơm nổ không, mà là tôi ngồi tôi hoàn thành nốt cái máy ở trên đây. Đây mọi người nhìn này. Đó. Thì hiện tại là mình đã lắp đặt full mấy cái máy này rồi. Ở bên bờ tường này thì nó còn bị dư. Cái máy này nó nổ không có hết qua được bên đây mọi người ạ. Nên là tôi nghĩ chắc là anh em trong server phải dành ra một ngày để đào chay. Hoặc là mấy cái bờ tường bên đây thì mình sẽ dùng một cái máy TNT nhỏ để mình gọt bớt đi. Chứ bây giờ mà kêu xay ra để nổ thì nó sẽ bị lố. Nó sẽ bị lố hơn so với cái kích thước ban đầu mà mình dự tính đó mọi người. Thì ok, bây giờ cái máy này mình phải đập đi nè. Máy này mình phải đập đi nha. Thì ban đầu á, cái máy này mình cảm thấy là nó cạo xuống từng bedrock. Thì với cái khoảng cách như này thì mình có thể xây nhiều cái máy nhỏ như này để sẽ đỡ tốn tài nguyên máy to. Ban đầu là mình dự định là mình lên mình đập cái máy to này đi để mình xuống mình làm cái máy nhỏ này này để mình cào.
Tại vì cào ở đây là cào xuống bedrock nè mọi người thấy không? Nè, bedrock không nè, đó. Thì ở đây một lần bedrock nè, bên đây thì cũng là một lần bedrock bên đây. Thì tại vì sao mình phải cào hai cái hướng này là bedrock? Bởi vì là để cho mấy cái máy nó hạ xuống nè mọi người. Đây, cái TNT nó không cái nào hạ, nó không cái nào nổ để cho ngay cái vị trí của mấy cái khu này được. Thằng mà nó không có hạ xuống dưới được nên mình phải cào. Và cái khu bên đây cũng tương tự là mình để cho cái cục này tạo nó hạ xuống nè. Đó, từ từ. Bây giờ lên đây mình phải đập mấy cái cục này ra mọi người. Mình phải đập mấy cục đá này ra. Trời ơi, thật sự là cái dự án vô hoàn thành thì nó bị kiểu nó feeling so high lắm mọi người. À, nó feeling so high cực kỳ luôn á. Nó rất là vãi ọ. Ok. Rồi, và hồi nãy thì mình định dùng cái máy nhỏ nhỏ này mình xây một hàng ra để mình cào. Cào hết chỗ này nhưng mà mình chợt nhận ra là nó còn mấy cái đống nước này. Xong rồi còn mấy cái đống lava này. Đó. Thì cái đống nước với cái đống lava thì cái máy này không xử lý được nha mọi người, bởi vì nó nổ mà. Nó chỉ có TNT nó nổ thôi, nó không xử lý được cái đống lava với cái đống nước này. Nhưng mà cái máy cào này thì nó làm được. Cái máy TNT to này thì nó làm được. Thì cái khu vực ở trên đây sẽ là khu vực thả TNT này, còn khu vực dưới đây sẽ là cái khu vực gạt nước. Thì cái máy này nó hoạt động như thế nào thì một tí nữa mình sẽ cho các bạn xem ha. Ok, thì nên mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ thì mình phải đập cái máy này ra trước. Ok. Bây giờ thì coi như là chúng ta cũng đã xong cái công đoạn mà cào bằng máy nhỏ rồi, đâm ra là mấy cái vật liệu này thì mình cũng không cần nữa nên thôi mình cho nó rớt dưới. Ai da, đừng nhảy nha. Ok, mình cho rớt dưới mình cũng chả buồn lụm đâu mọi người, tại vì nãy giờ trời ơi cái việc mà đập đi xây lại rồi xong phải lụm đi lụm lại mấy cái này tôi mệt lắm rồi, trời rất mệt luôn á. Nè, cho mấy này rơi xuống dưới mẹ nó đi. Trời ơi, với mấy con hát diện đập này nữa, thật là địa ngục. Trời ơi, từ bây giờ tôi phải đào hết mấy cái đống này mọi người. Ok, xong rồi, mình đào xong hết toàn bộ mọi thứ mà mình cần phải đào rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đến với cái máy này. Rồi, thì cái máy này để nó hoạt động được á, thì mọi người sẽ cần phải đặt một cái block nhỏ nhỏ ở đây. Tôi hy vọng là nó sẽ không bị lỗi gì ha. Ok, mọi người muốn vô hiệu hóa nó, mọi người chỉ cần đập cái block này đi là được ha. Đây, mình sẽ thử kẹt nó lên. Đó, TNT bắt đầu chạy. Cái này bị lỗi rồi mọi người ơi. Bị lỗi rồi. Đó. Nó sẽ chạy kiểu như này nè mọi người thấy không? Đó. Nó sẽ đỏ TNT xuống và nó nổ và cái ở dưới đây nó sẽ chịu cái gọi là sẽ chịu cái nhiệm vụ là nó sẽ gạt nước. Mọi người ha, nó sẽ gạt nước ha. Rồi, mấy TNT lỗi rồi. Ok. Rồi, tôi phải sửa lại tí tại vì cái này là nó không load mọi người ạ. Cái này nó không chịu load chứ không phải là do nó lỗi nha. Cái này là nó không load nổi. Server không load nổi chứ không phải là không load. Hello Nezuki. Hello anh. Hello em. Ê, tí nữa em ngồi đây em load giúp anh được không? Không anh. Em đi xây rồi. Ha. Dưới kia là một thanh niên đang xây beacon. Nha. Yeah. Còn tôi là một thằng vừa mới làm xong cái máy thả TNT. Ôi trời ơi mọi người ơi. Thời gian đã trôi qua thêm 4 tiếng nữa rồi. Cái lúc lần cuối tôi test cái TNT này là bao nhiêu giờ với mọi người nha. Và bây giờ đó là 9 giờ sáng rồi anh em ạ. Wow, amazing. Ôi, nguyên đêm không ngủ rồi á. Đang díu hết cả mắt rồi. Chắc không biết là trưa nay có livestream cho mọi người coi được hay không. Nói chung là cái máy TNT này á là tôi lấy ở trên mạng. Nhưng mà là nó ở phiên bản cũ. Đâm ra là mình phải sửa một số thứ. Nếu như mình sẽ share cái video và cái map ở bên dưới cái phần comment mình ghim cho các bạn tải về các bạn test thử ha. Nhưng mà các bạn phải sửa lại một số thứ đó, bởi vì là nếu như mà các bạn dùng y nguyên cái map đấy nó sẽ không chạy được, TNT nó sẽ không rơi nha. Mình phải sửa lại cái máy TNT để cho nó đúp một cách đàng hoàng nè. Đó, cái máy TNT này là mình phải tự nghĩ không mọi người. Trời má ơi. Mệt lắm á, rất là mệt luôn á. Và tôi phải ngồi tôi sửa lại toàn bộ cái máy này, bởi vì hồi nãy nó lỡ chạy rồi. Mà nó chạy có một khúc à, năm nay là phải sửa lại hết. Và khi mà sửa lại như này á mọi người là mình phải rất cẩn thận. Và nói chung là cái máy này á, anh em chỉ cần đặt lệch một cái thôi nè. Mấy cái khối cảm biến này nó rất là nhạy cảm đó nha mọi người. Nó chỉ cần kích hoạt một cái thôi là nguyên cái máy này nè. Nguyên cái máy này kích hoạt hết và nó sẽ đẩy xuống một tầng. Là coi như là anh em phải đập đi, anh em xây lại từ đầu. Rất là cực luôn. Rất là cực luôn mọi người ạ.
Ơi à, nhưng mà tôi không sao chứ, bây giờ tôi đã hoàn thành trong cái máy này rồi. Bây giờ thì hiện tại là mình đã đặt một cái đồ hẹn giờ đây ha. Bây giờ mình sẽ bật cái này lên. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bay vào một cái ấy. Bậy ơi. Tôi biết sao. Ủi may thế, may quá mà nó may là nó không chạy mọi người ạ. May là nó không chạy. Ok, chúng ta thiếu một cái lốc đá ở đó nha. Thì thật ra là cái cách để vô hiệu hóa tắt cái máy này cũng rất là dễ anh em ạ. Cái cần gạt này là không, cái cần gạt này nó không giúp cho anh em tắt cái máy đâu nha. Cái cần gạt này chỉ là cái kích hoạt ban đầu thôi. Bởi vì cái máy này nó sẽ thay đổi độ cao liên tục, nhưng mà cái cần gạt này nó không có tác dụng gì hết trơn á. Mình chỉ kích hoạt được ngay từ ban đầu thôi. Và cái cách để có thể tắt cái máy này á thì nó rất là đơn giản luôn, là anh em sẽ cầm một cái khối nào đó, anh em đặt ở ngay đây này. Đó, anh em đặt ngay đây nha, là nó sẽ chạy. Còn nếu như mà anh em muốn tắt là anh em chỉ cần đập cái khối đó đi thôi là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ đập cái này đi, đặt lại lên đây đó. Ôi tính ra điện nó tắt nhanh phết ha. Rồi mình sẽ đặt một cái khối nào đó ở đây ha, một cái khối bất kỳ ở đó ở đấy nha mọi người. Mọi người muốn tắt nó đi á, mọi người không muốn nó chạy nữa thì mọi người chỉ cần xuống mọi người đập cái khối đó ra thôi là được rồi. Ok à, bây giờ mình sẽ ấy hay là bây giờ mình xây mẹ cái đường nó vô trong đi ta. À, bây giờ mình sẽ gạt cái này lên, xong rồi mình nhảy qua đây xong rồi nhảy xuống dưới đây. À, cái đường xuống nó hơi gian trong mọi người ha. Ở đây xong rồi xuống dưới đây rồi bấm vô. Ok. Oh my god. Ê, rất là mệt mỏi mọi người ơi, díu hết mắt rồi. Bật lên, nhảy qua đây, đi qua đây xong rồi nhảy xuống đây xong rồi. Bài bản đế rồi vẫn hụt là sao vậy cô? À, nhưng mà sao nó không chạy vậy? Ê, cái khúc này mình sẽ thiếu. Và tôi vừa có một quả tôi ngồi vào phát rát xe vời kia mà. Vai trưởng thật. Ủa, nhưng mà ủa, sao cái đống bên kia nó bị lồi lên vậy ta? Quên mất nói với mọi người là tôi chỉ làm một khúc thôi nha mọi người. Tôi chỉ làm một khúc duy nhất thôi. Bởi vì cái khúc này á là cái khúc có lava nè, thì tôi làm cái khúc duy nhất này để nó hút cái lava bên đây thôi. Còn khúc bên kia tôi không có là để tránh trường hợp nó bị lắc mọi người. Mẹ mới nhiêu đây máy thôi mà nó vừa chạy phát rách mía nó server mà. Trời ơi, tôi mà làm luôn khúc bên kia chắc là server nó sập luôn á. Hồi này là rách game của tôi thôi. Ok, rồi. Cái lúc cái đợt về nó không có nổ nha mọi người. Cái đợt về nó không có nổ nha. Khi nào mà nó đi qua bên kia thì nó mới nổ thôi. Đây, nó sẽ gạt xuống một lóc mọi người ha. Pim 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 pim. Và sau đó là xuống chưa. Ôi server tuyệt vời quá ta. Server tuyệt vời quá ta. Vâng, tuyệt vời mọi người ơi. Hay quá. Cái máy này xài trong server không được rồi. Quá là đã luôn. Quá là đã. Ok, cái máy này xài trong server không được. Anh em mà quái chưởng thiệt. Mía. Trời ơi, cái máy này xài trong server không được rồi. Hay quá ta. À, từ. Hình như là không phải nó không xài được trong server, mà do hồi nãy mình bị crash server một cái. Đâm ra là nó bị chật một nhịp. Có một cái khớp nào đó ở đâu nó không có chạy nè mọi người. Nó bị chật một cái, nó không có... Đấy, từ để tôi bật lên thêm cái nữa coi mọi người. Tôi bật lên thêm một phát nữa nha. Để coi nó có bị crash giống hồi nãy không. Đây. Gạt cái cửa này cái ha mọi người. Bíp. Đó, bắt đầu chạy tiếp. Đó, TNT thả tiếp. Rồi sao mấy cái cục ở đây nó không chạy ra ta? Ha, à, sẽ thiếu đoạn nào nữa ha? Như này khả năng cao là nó không rớt xuống luôn rồi anh em à. Trời ơi, tại cái... Mẹ... Từ nha, cái server này nó bị không lát chân nổi nè mọi người. Đang ba mấy cục TNT bên đây nó không có chạy nè. Nó chỉ có mấy cục TNT bên đây chạy thôi. Và nó sẽ chạy, nó sẽ nổ dưới đây như thế này. Đây, đó. Ê, từ cái TNT này bị delay luôn mọi người ơi. Cái TNT này bị delay luôn rồi, nó giống cái TNT cũ rồi. Vậy là nó sẽ bị lát rồi. Bây giờ tôi mà ngồi vào chắc là nó lát mẹ nó cái server mất. Thử ha, chơi liều một lần ha. Thử chơi lớn một lần coi các bạn có chầm trồ. Nào, thử một lần chơi lớn để coi các bạn có chầm trồ. Không crash. Wow, nice. Không crash anh em ạ. Ok đây. Nó tới đây thì đáng ra nó đẩy xuống nè mọi người. À không, hình như hồi nãy nó đẩy xuống rồi phải không ta? Ôi là thấy mẹ rồi, hình như là Thôi xong, lỗi luôn rồi. Thôi. À đâu? À đây, không lỗi. À đây, nó xuống rồi này. À đấy. Mỗi lần nó đi qua đây nó sẽ đẩy cái này xuống một cái mọi người thấy không? Nó đẩy xuống này, đó.
Rồi bây giờ mình phải quay ngược về, mình không biết là cái lúc quay ngược về thì mấy cái cục TNT này có được xuống một tầng hay không đây nè. Hồi nãy theo như tôi thấy thì hình như cũng có xuống một tầng á anh em ạ. Hình như là nó được xuống một tầng rồi mà như nãy do lúc mà nó xuống mình bay đi rồi hay sao á. Đây, để cho cái cục này nó quay ngược lại coi như nào đây. Hy vọng là nó hoạt động. Chứ mà nó không hoạt động là tôi xác định là phải hút nước và nhờ anh em trong server đào lava bằng tay. Hút lava bằng tay. Và mình sẽ dùng cái máy TNT hồi nãy mà mình xây á mọi người, để mình cho nó nổ luôn á. Máy TNT hồi nãy tôi thấy dù sao thì nó vẫn ổn anh em ạ. Ok, mẹ mấy con Phantom này bay bay làm gì bay lắm thế, tao chém tôi bay bây giờ. À quên mất tôi làm gì có kiếm nha. Tôi vứt mẹ cái kiếm dưới kia rồi. Rồi ok, nào gần tới rồi nào, để coi là nó có quay ngược lại không nha. Coi nó có quay ngược lại không nha. TNT đang đầy đủ nè. Ok, nào. Nổ phát hoạt động cái đi cho tôi đi ngủ, trời ơi. Nổ cái hoạt động cho tôi đi ngủ cái nào. Ok. Nào tích nè, nó bật cái cửa sập một cái là chúng ta sẽ xuống một ô đúng không? Nào bật cửa sập một cái. Oh, tôi biết tại sao nó không chạy anh em ạ. Tại vì những cục ở dưới không chạy. Wait a minute. Ôi thế là phải sửa lại thêm một cái đúng không ơi? Phải sửa mấy ô dưới đây rồi. Trời ơi bảo sao nguyên một khúc ở dưới đây nó hư hết rồi nè mọi người. Nó hư sạch sành xanh luôn. Thôi được rồi, tôi nghĩ chắc là thôi để cho anh em hút nước bằng tay đi anh em, tại vì cũng dù sao cũng gần đến cái phần bedrock rồi. Tôi dùng cái máy TNT kia tôi nổ cũng được. Trời ơi, chắc tôi phải đi cào thôi. Cái máy TNT kia thì chắc tầm khoảng 15 phút thì cào được một đường nhỏ nhỏ như này. Thì cào hết cái đống này chắc cũng khoảng vài tiếng. Còn cái máy này mà ngồi sửa không thì nó cũng cái vấn đề là nó không phải nằm ở tại máy mọi người ạ. Tôi không sai lỗi nha, mình không sai lỗi. Và mình biết cái vấn đề nó nằm ở đâu, là cái vấn đề tại cái server nó không có load. Là ví dụ như mình ngồi ở trên đây nè mọi người, thì cái tầm nhìn server rất là thấp mọi người không. Mình ngồi ở trên đây á thì nó lại không load được mấy cái máy dưới đây. Thế là mấy cái máy dưới đây nó chạy nó sẽ bị lỗi. Đó mọi người thấy không, nó cứ bật ra một phát xong rồi nó dừng hết nè. Đó, nó đẩy ra một cái nó dừng hết rồi. Trong khi là nếu mấy cái cục dưới đây nó đẩy, nó sẽ đẩy từ từ qua đây nè để nó chặn nước. Đó, oh wow, ok, được rồi, ok, tôi biết rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ xây mấy cái máy TNT bình thường để mình... tôi đau đớn, tôi gục ngã, trời ơi. Well, thì hôm nay là các bạn thấy được cái nỗi khổ của tôi khi mà tôi làm cái này rồi ha. Thì mong là hy vọng là sau này không có anh em nào vào trong kênh của tôi comment như kiểu là anh xây ra cái dự án vô hoàn thành xong rồi anh đem con bỏ chợ để cho các anh em khác kiếm nguyên liệu nữa ha. Dạ. Nếu như mà những anh em khác đang kiếm nguyên liệu thì tôi một người con Vũng Tàu đang phải cào đất hái mẹ luôn. Mặc dù tôi đang sống ở biển. Nghe chưa mọi người, nhìn này. Nguyên cái đống này anh em nghĩ ai cào? Anh em nghĩ ai là người treo, ai là người xây máy farm TNT để nổ mấy cái đống này? Anh em tự cái đống để tự có ha. Tôi chỉ nhờ mọi người có mỗi khâu hút nước thôi, mà còn chưa kể là mọi người hút không có được nhiều nữa. Đa phần 80% cái lượng nước ở trong cái hố này là tôi hút hết. Và lava thì tôi cũng lắp cũng đâu đó tầm khoảng là 100%. Bữa giờ là chưa có ai lắp lava hết. Ở đâu hình như có quay có lắp một cái hồ lava khá là to. Nhưng mà mấy cái lava mà nhỏ là tôi nổ tới đâu tôi lắp tới đấy này. Đấy, thấy chưa nào. Và tôi hy vọng là sẽ không anh em nào bảo là tôi đem con bỏ chợ nên mấy tôi làm mệt, tôi mệt lắm rồi. Mấy nay toàn thức tới sáng, vợ tôi chửi tôi sắp mặt, trời ơi. Hello. Ủa sao em đi giật vậy nó vô quay. Hình như là cái máy TNT này làm nên cho quay bị crash server mọi người ơi. em vừa bị đá ở server hả? Em bị đá ở bay anh. Ơi nên cho quay à? Anh hiểu rồi. Server này điếu làm cái máy TNT này được rồi. Thế sao không? Cái tầm lót trên nó thấp quá à. Chạy cái ở trên thì cái dưới điếu chạy cái dưới cái ở trên điếu chạy. Thế là điếu hoạt động được. Thế là... Cảm ơn bạn đã xem video này và hẹn gặp lại ở video tiếp nha. Bye bye. Ây da. Đúng.